Nghịch lý nợ công ở Nhật Bản. Nợ công là một khái niệm mà chúng ta thường nghe thấy khi đọc tin tức về các nước nghèo hoặc đang phát triển. Nhưng trên thực tế, các nước có tỷ lệ nợ công lớn nhất thường là những nước phát triển nhất trên thế giới. Trong số đó, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, đã làm nhiều chuyên gia bất ngờ khi tỷ lệ nợ công theo GDP đã phá kỷ lục nhưng vẫn chẳng hề hấn gì. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nợ công, con dao hai lưỡi. Nếu như bạn chưa biết, nợ công là số tiền mà chính phủ mượn từ các nguồn tài chính khác nhau, bao gồm từ chính người dân, các tổ chức tài chính trong nước, các chính phủ và tổ chức quốc tế. Khi chính phủ chi tiêu nhiều hơn thu nhập, hay còn gọi là thâm hụt ngân sách, họ thường mượn tiền để bù đắp khoản thiếu hụt đó. Có nhiều lý do mà một quốc gia mắc nợ. Thứ nhất là đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng như đường bộ, cầu cảng, trường học, bệnh viện, chính phủ cần một lượng tiền rất lớn. Thay vì tăng thuế, chính phủ thường mượn tiền để trả cho những dự án này. Thứ hai là kích thích tăng trưởng kinh tế. Trong thời kỳ của suy thoái kinh tế, chính phủ có thể chi tiêu nhiều hơn thu nhập để kích thích hoạt động kinh tế trong nước, đưa nền kinh tế quay về mức ổn định. Nhưng sau đó, chính phủ sẽ phải ôm một khoản nợ lớn nếu họ dùng tiền đi vay để mà chi tiêu. Thứ ba là ứng phó với khủng hoảng. Những biến cố như chiến tranh, thiên tai hoặc đại dịch yêu cầu sự can thiệp nhanh chóng từ phía chính phủ, thường cần một lượng tài chính khổng lồ. Nếu vượt quá ngân sách, chính phủ buộc phải đi vay. Vậy thì nợ công có lợi và có hại như thế nào? Lợi ích đầu tiên của nợ công đó là giúp kích thích tăng trưởng kinh tế, vì chính phủ mượn tiền để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng hoặc để ứng phó với suy thoái, từ đó có thể giúp hồi phục và tăng trưởng kinh tế. Lợi ích thứ hai của nợ công là giúp linh hoạt trong chi tiêu, vì nợ công cho phép chính phủ có thêm nguồn tài chính mà không cần tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu khác. Tuy nhiên, lợi luôn đi đôi với hại, và lãi suất chính là thứ bất lợi đầu tiên. Vì mỗi khoản vay đều có lãi suất nên qua thời gian, số tiền lãi có thể trở nên rất lớn. Thứ hai là rủi ro về an toàn tài chính. Nếu nợ của một quốc gia quá cao, nó có thể khiến các nhà đầu tư mất niềm tin, dẫn đến tăng lãi suất hoặc là khủng hoảng tài chính. Thứ ba là áp đặt lựa chọn chi tiêu. Trả lãi và gốc cho nợ công có thể chiếm một phần lớn ngân sách, làm giảm khả năng của chính phủ trong việc chi tiêu cho các dự án và dịch vụ khác. Tóm lại, mặc dù nợ công có thể giúp chính phủ đạt được mục tiêu kinh tế và xã hội ngắn hạn, nhưng việc quản lý nợ công cần phải thận trọng để đảm bảo rằng nó không gây áp đặt quá nhiều gánh nặng cho tài chính quốc gia và tương lai của người dân. Khoản nợ khổng lồ của Nhật Bản. Năm 2022, chính phủ Anh tuyên bố kế hoạch giảm thuế và ngay lập tức khiến cho đồng bảng mất giá, đồng thời là một trong những nhân tố khiến Thủ tướng Liz Truss khi đó chỉ tại vị được đúng 44 ngày. Bước sang năm 2023, tổng nợ theo GDP của nước này đã vượt qua ngưỡng 100%, lần đầu tiên xảy ra kể từ đầu thập niên 1960. Tình hình ở Anh khó khăn là vậy, nhưng theo tờ Nikkei Asia Review, một nước phát triển khác là Nhật Bản lại cho thấy nợ cao chưa chắc đã xấu khi nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này vẫn vận hành tốt trong suốt nhiều năm. Số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho thấy nợ công của Nhật Bản đã vượt ngưỡng 260% GDP, cao nhất trong số các quốc gia phát triển, và cũng phá kỷ lục 204% GDP của năm 1944, hậu Thế chiến thứ hai. Thậm chí, dự đoán của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản JCER cho thấy con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới. Bất chấp những số liệu trên, nền kinh tế Nhật Bản lại vẫn khá lạc quan trong mắt nhiều chuyên gia. Các báo cáo của chính quyền Tokyo cho thấy nước này vẫn rất lạc quan với tốc độ tăng trưởng, cũng như cam kết sẽ cân bằng lại nợ công trong năm tài khoá 2026. Những tuyên bố này khiến nhiều chuyên gia bất ngờ khi hàng loạt nền kinh tế trên thế giới nâng lãi suất khiến chi phí tín dụng tăng cao, gây nguy hiểm cho các nước có tỷ lệ nợ công cao. Đặc biệt hơn, dù nợ rất nhiều trong bối cảnh lãi suất đi lên, nhưng Nhật Bản vẫn chi mạnh tay đầu tư công hỗ trợ nền kinh tế của nhiều khoản khác. Mới đây, Thủ tướng Fumio Kishida đã thông qua gói ngân sách tương đương 2% GDP vào năm 2027 nhằm phát triển quốc phòng, đồng thời tăng gấp đôi hỗ trợ chăm sóc trẻ em lên 2,5 nghìn tỷ yên mỗi năm, tương đương 25 tỷ đô la. Ngoài ra, Nhật Bản còn định phát hành 20 nghìn tỷ yên trái phiếu xanh GX trong 10 năm tới. Trong khi trái phiếu xanh có thể thu hồi được thông qua thuế môi trường và khí thải nhà kính,
thì hiện vẫn chưa rõ Nhật Bản sẽ lấy kinh phí nào bù đắp cho ngân sách quốc phòng và chăm sóc trẻ em tăng lên. Tệ hơn, dân số già hóa nhanh khiến chính phủ Nhật Bản cũng phải thừa nhận rằng đến năm tài khoá 2040, quốc gia này sẽ phải chi gần 1/4 GDP cho an sinh xã hội, lương hưu, bảo hiểm y tế và chăm sóc người cao tuổi. Nghịch lý thần kỳ. Tờ Nikkei cho hay, dù nợ công cao nhưng nền kinh tế Nhật Bản lại không tồi tệ như nhiều quốc gia có mức tín dụng cao khác. Quả bom nợ công lớn là vậy, nhưng các công ty Nhật Bản lại chẳng vay nợ nhiều, thay vào đó, họ ngồi trên lượng tiền mặt rất lớn. Thậm chí, chính phủ Nhật Bản đã phải cố gắng kêu gọi các tập đoàn này tăng cường đầu tư, nâng lương cho nhân viên để tiêu bớt số tiền, vốn có được là nhờ rất nhiều từ các chính sách hỗ trợ kinh tế của chính phủ. Trong khi đó, phần lớn các trái phiếu của Nhật Bản có thời gian đáo hạn khá dài, đủ để nền kinh tế Nhật Bản đầu tư sinh lời và hoàn trả. Đồng thời, hầu hết các khoản vay này là ở trong nước chứ không phải trái phiếu phát hành ngoài quốc tế, qua đó giúp chính phủ dễ dàng kiểm soát được tình hình. Tài khoản vãng lai của Nhật Bản hiện khá tốt và lạm phát của nền kinh tế này cũng ở mức thấp nhiều năm, dù có dấu hiệu tăng nhẹ thời gian gần đây. Rất khó để tưởng tượng rằng Nhật Bản sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ. Việc Nhật Bản được xếp hạng tín nhiệm ở mức A cho thấy thị trường này không rủi ro quá mức dựa trên tỷ lệ nợ công. Nếu tăng trưởng vẫn ở mức thấp thì nền kinh tế này sẽ còn tiếp tục vay nợ thêm để thúc đẩy kinh tế. Giám đốc Chris Janis Christins của Fitch Ratings chi nhánh châu Á-Thái Bình Dương nhận định. Đồng quan điểm chuyên gia trưởng nghiên cứu vĩ mô Toru Sasaki của JP Morgan Chase Bank cho rằng một trong những yếu tố thúc đẩy tình trạng vay nợ khổng lồ của Nhật là hiện tượng nghiện các chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ. Dưới thời cựu thống đốc Haruhiko Kuroda và người đương nhiệm hiện nay là Kazuo Ueda, BOJ liên tục giữ chính sách lãi suất âm cùng nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy nền kinh tế và cũng chính cơ quan này nắm giữ đến một nửa lượng trái phiếu chính phủ phát hành của Nhật. Theo nhiều ước tính, Nhật Bản đang phải chi 22,1% ngân sách tài khoá thường niên để thanh toán lãi vay và nợ đáo hạn. Bất chấp điều đó, chuyên gia phân tích Christian de Guzman của Moody's Investors Service nhận định nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào hệ thống tài chính của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Thặng dư tài khoản vãng lai cùng văn hóa tự tôn của người Nhật đã khiến đồng yên và thị trường này vẫn là nơi trú ẩn khá an toàn cho nhiều nhà đầu tư. Nguy cơ tiềm ẩn. Tất nhiên, tờ Nikkei cũng cho rằng tỷ lệ nợ công quá cao của Nhật vẫn tiềm tàng khá nhiều rủi ro. Dân số lão hóa nhanh, tỷ lệ sinh thấp khiến lực lượng lao động suy giảm, gây khó khăn cho việc thúc đẩy năng suất cũng như tăng trưởng để có thể hạ tỷ lệ nợ công xuống. Nếu nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục giảm tốc tăng trưởng, thì BOJ vẫn sẽ phải nới lỏng chính sách tiền tệ và vay nợ thêm để kích thích, qua đó làm phồng to quả bom tín dụng. Ngoài ra, lạm phát của Nhật cũng đang có dấu hiệu đi lên, trong bối cảnh mức tăng lương của lao động không đi kịp theo đà tăng giá. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Nhật đã vượt ngưỡng mục tiêu 2% của BOJ tháng thứ 5 liên tiếp tính đến tháng 8 năm 2023. Như vậy thì, theo Nikkei, lạm phát tại Nhật Bản đã tăng nhanh hơn cả Mỹ, nơi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã phải nâng lãi suất hơn 10 lần để chống đà tăng giá. Bên cạnh đó, câu chuyện lấy tiền đâu trả nợ cũng là một điều khiến chính quyền Tokyo phải đau đầu. Việc buộc phải tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công để đảo ngược chính sách nhằm giảm nợ công là một bài toán đầy thách thức khi tỷ lệ nợ quá cao. Chuyên gia kinh tế Shigeto Nakai của tổ chức Oxford Economics cảnh báo, nếu không xử lý khoản nợ công này khéo léo thì Nhật Bản có thể gây khủng hoảng trên thị trường trái phiếu. Liệu có trụ vững? Như đã nói, Nhật Bản dự kiến sẽ chi 22,1% ngân sách năm tài chính hiện tại cho việc trả lãi và mua lại nợ. Nhận thức được điều này và gánh nặng nợ nần ngày càng tăng, Bộ trưởng Tài chính Shinichi Suzuki đã cảnh báo vào tháng 3 năm nay rằng tài chính công của Nhật đã gia tăng nghiêm trọng ở mức độ chưa từng có. Kazumasa Oguro, cựu quan chức Bộ Tài chính hiện là giáo sư kinh tế tại Đại học Hosei ở Tokyo, đánh giá rằng BOJ đang giữ lãi suất dài hạn thông qua chương trình kiểm soát đường công lợi suất, nhưng khi không còn khả năng làm như thế nữa, đó là thời điểm mà vấn đề trở nên rõ ràng nhất. Kim Eng-tan, giám đốc cấp cao của S&P Global Ratings, cảnh báo rằng nếu ngân hàng trung ương đột ngột tăng lãi suất hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ, thì họ sẽ khai quật được rất nhiều yếu điểm được giấu kín. Ông Danin Sankaro,
Trưởng phái đoàn IMF tại Nhật Bản cảnh báo rằng Nhật Bản phải đối mặt với sự lựa chọn giữa tăng thuế và cắt giảm chi tiêu. Theo ông Salgado, việc tăng thêm thuế suất tiêu dùng là giải pháp tốt nhất cho các nhu cầu chi tiêu quan trọng. Chuyên gia này cho rằng ở một quốc gia như Nhật Bản, nơi có một lượng lớn dân số già, cách tốt nhất để đánh thuế thu nhập vĩnh viễn hoặc tiêu dùng vĩnh viễn là thuế tiêu dùng. Richard Kuh, nhà kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Nomura và là tác giả của cuốn sách Suy thoái bản cân đối kế toán, cuộc đấu tranh của Nhật Bản, cho biết cuối cùng thì nhiệm vụ ngăn chặn khủng hoảng nợ có thể thuộc về BOJ và liệu khu vực tư nhân của Nhật Bản có thể đổi mới để thúc đẩy tăng trưởng hay không. Ông Kuh nói, người đi vay duy nhất còn lại là chính phủ. Tôi muốn nhìn thấy BOJ thoát khỏi chương trình nới lỏng định lượng và dần dần chuyển những khoản nắm giữ đó cho các nhà đầu tư khu vực tư nhân. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ nhóm nhé!